Dạ, em tên là Nguyễn Bảo Khánh, em sinh năm 1999, đang là nghệ sĩ chơi đàn và hòa âm phối khí ạ. Được chưa, ok chưa? Chơi thì lâu chưa? Dạ, tới bây giờ là được 12 năm ạ. 12 năm. Sao không chơi gì khác mà chơi đàn? Dạ, tại em thích. Em ơi, khi mà em không có thấy gì hết á, em cứ bấm tay mà em sao em biết đó là chỗ nó nằm ở đó vậy? Dạ, thực ra đối với một người chơi đàn đã lâu rồi thì khi mà đứng trước cây đàn là tự cảm giác họ sẽ biết cái nốt nó nằm ở đâu. Wow. Rồi, mình hiện tại là đang tham gia vào hòa âm phối khí hả? Dạ vâng ạ. À, sản xuất luôn hả? Producer luôn hả? Dạ. Chắc là mê lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Không, có sáng tác bài gì chưa? Em có sáng tác được một bài, đó là Em Đã Từng, và một bài nữa là Ba Đi. Ừ. Có ai ca sĩ nào hát chưa? Dạ có một bài Buồn Của Anh là em làm chung với Đạt Si và Marcel. À. Và một bài em vừa là mới ra cách đây khoảng một tuần, đó là bài Con Trai Cưng. À, ủa cái đó là em viết hả? Dạ không, B-Ray viết. À, em là phối hả? À, anh thích bài đó. Anh bạn thích cái bản remix á. Dạ. Phải bạn đó anh nghe hoài à, nghe nó đã lắm. Nói chung là quá hay, xuất sắc. Rồi, cảm ơn đã đến với chương trình ha.
Dạ, em tên là Nguyễn Bảo Khánh. Nghề danh của em là KICM. Em sinh năm 1999. Wow! Tuổi trẻ tài cao. Học đàn bao nhiêu lâu rồi mà người ta phong là thánh chơi đàn dữ gì? Em đã chơi đàn được 11 năm. Em chỉ có một cái sản phẩm duy nhất để cho người ta biết đến em, đó là bài Buồn Của Anh. Em nghĩ của tại sao người ta cho mình là cái tên là thánh chơi đàn dữ gì? Dạ thì bởi vì ngày trước em hay livestream đánh đàn trên mạng. Bây giờ em đàn được mọi loại bài hay là phải đúng bài tủ em đàn mới hay? Dạ mọi loại ạ. Bolero, đồ disco, thèo que, cái gì em đàn được hết không? Dạ được hết. Được hết luôn không? Cải lương rồi đàn được hết. Cải lương được luôn? Dạ. Ghê vậy? Thánh là đúng rồi. Thánh là... Vậy hợp lý. Vậy phong thánh được. Mời em. Yeah. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, chắc hẳn là bạn này thì nếu như các bạn nào mà trẻ mà hay lên YouTube coi thì chắc là cũng không xa lạ gì nữa rồi. Đây là bạn Nguyễn Bảo Khánh mà dân trên mạng vẫn gọi bạn là Thánh Chơi Đàn. Là vì sao? Cái yếu tố đầu tiên là vì bạn có một cái bài sáng tác rất là hot, đó là cái bài Buồn Của Anh, là bây giờ trên 100 triệu view ở trên YouTube. Cái thứ hai là bạn chơi organ, nó giống như là phong cách chơi DJ vậy đó, biến tấu tùm lum tà la hết trơn, rồi nhiều khi đàn tranh bằng organ luôn. Người ta nghe cái tưởng là đàn tranh nhưng thực sự ra là bạn đang đàn bằng đạt organ. Tuổi trẻ tài cao. Thưa quý vị, còn chần chừ gì nữa, người bí ẩn Nguyễn Bảo Khánh.
có ăn cơm như người ta không? Tại sao giỏi dữ vậy? Xài toàn là nhạc cụ dân tộc không? Từ đàn tranh qua tới sáo, rồi tỳ bà, rồi cả cò liếu nữa chứ. Chơi cái gì cũng được đó. Tại sao ai là cái người mà truyền cho em cái cảm hứng mà chơi những cái nhạc cụ dân tộc rồi em tự mày mò trên cái organ này? Dạ ba em ạ. Ba em là nghệ sĩ theo nhạc dân tộc hả? Dạ ba em chơi guitar. Ba em đàn cho dàn nhạc hay cho phòng trà với em? Dạ ba em chỉ đàn cho mẹ em nghe thôi. Rồi kể từ đó đôi trai gái đã yêu nhau, họ sinh ra những đứa con thật lớn. Em à, những thành viên trong gia đình em gồm những ai? Dạ hiện tại thì gia đình em có ba anh em trai, em là Út. Rồi mọi người có biết đàn hết không? Dạ anh hai em thì chơi về vũ khí, đó là kèn harmonia và sáo, còn anh ba là chơi về bộ gõ, đó là trống và ca dao. Wow. Mỗi lần mà dòng họ mang tết niên chắc vui lắm ha. Tại sao em lại mê nhạc dân tộc mà em đàn được nhiều thể loại như vậy? Dạ bởi vì một bản thân em thì không thể nào mà vừa học đàn cò, học đàn tỳ bà, học đàn bầu hay là sáo trúc được hết tất cả mọi thứ như vậy. Thì em gom tất cả những cái nhạc cụ đó bỏ vào trong cây đàn organ, thay thế được bằng nhạc cụ ảo thì một mình em có thể cân hết. Em cân luôn chị Oanh dùng chị với. Em à, sao em cứ bán chị em hoài thế? Tại vì chị Oanh thích trai trẻ. Ai bảo với em thế? Mà lại còn thích người đánh đàn nữa, mà lại chỉ đánh đàn cho riêng một mình chị Oanh thôi nha em nhá. Hy vọng là em sẽ được mọi người yêu thương nhiều hơn nữa để có thể trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp, được biểu diễn trên những dàn nhạc lớn. Và em sẽ được mọi người ghi nhận cái tài năng thật sự của em. Tại vì dĩ nhiên là những người trẻ tuổi mà tài năng như em rất là cần. Cho Trấn Thành hỏi một câu với lại bốn người chơi tham gia chương trình hôm nay. Sau khi bạn ấy biểu diễn, mọi người thấy cái từ thánh chơi đàn nó có hợp với bạn ấy hay không? Chú rất là ghi nhận cái tài năng của con và cái sự sáng tạo của con. Càng lúc xã hội càng phát triển, nó rất là nhiều cái cơ hội cho những người bạn trẻ bộc lộ những cái tài năng của mình ở trên mạng xã hội. Và chú hy vọng rằng con sẽ dùng cái tài năng thực sự của mình để chinh phục mọi người, không phải bằng những mỹ từ mà mọi người đặt cho mình ở trên mạng, mà phải công nhận rằng con là một nghệ sĩ thực thụ ở trên một cái những cái sân khấu lớn. Chúc mừng con. Xin cảm ơn những lời nói của anh Hoài Linh. Thưa quý vị, người bí ẩn Bảo Khánh